Từ 20h30 đến 22 giờ ngày 13 tháng 5, trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đoạn qua huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, đã xảy ra 5 vụ ném đá khiến các xe bị vỡ kính, vỡ gương và xước sơn. Đáng chú ý, kẻ ném đá đứng tại giải phân cách giữa cao tốc để hành động, thay vì đứng trên các cầu vượt như trước đây. Trước tính nguy hiểm của tình trạng ném đá trên cao tốc, Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam, đơn vị quản lý, đã yêu cầu Công an huyện Bình Giang sớm điều tra xác minh kẻ có hành vi ném đá và xử lý nghiêm. Cùng với việc tăng cường tuần tra, đơn vị quản lý đang tuyên truyền người dân địa phương không tụ tập trên cao tốc và không ném đất đá vào các phương tiện. Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình vừa có yêu cầu đẩy mạnh thực hiện các giải pháp siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường bộ. Theo đó, sau hơn 2 năm thực hiện siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, tình hình trật tự an toàn giao thông đối với phương tiện kinh doanh vận tải trên đường bộ đã chuyển biến tích cực. Số vụ tai nạn giao thông được kéo giảm, tỷ lệ xe ô tô vi phạm quy định về tải trọng giảm dưới 10%. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông, hiện tượng vi phạm tải trọng của xe ô tô kinh doanh vận tải có diễn biến phức tạp. Nguyên nhân của tình trạng trên là do sự yếu kém trong quản lý các đơn vị kinh doanh vận tải, tình trạng khoán trắng cho lái xe tự lo khai thác hàng hóa, tìm kiếm hành khách. Đồng thời, dư luận cũng phản ảnh về một bộ phận trong lực lượng thi công công vụ còn hạn chế về năng lực chuyên môn, chưa làm tròn trách nhiệm, thậm chí còn có hiện tượng dung túng, tiếp tay cho hành vi. Thông tin Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre muốn phục hồi bến phà Rạch Miễu để phòng trường hợp quá tải hoặc có sự cố ở hai đầu cầu Rạch Miễu trên quốc lộ 60 thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc phục hồi là không khả thi, lý do sau khi cầu Rạch Miễu khánh thành thì bến phà Rạch Miễu cũng giải tán, phần lớn hạ tầng cũng được tháo dỡ. Giờ đây để đầu tư lại cần khoản tiền khá lớn, đầu tư làm lại cầu dẫn, trái nổi và để chạy sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều chuyên gia cho rằng một chuyến phà mất 30 phút chưa kể thời gian lên xuống phà là quá dài, trong khi mỗi chiếc phà chở không bao nhiêu xe. Giả sử cầu có ùn ứ như vừa rồi thì tài xế vẫn chấp nhận nhích từng mét để qua cầu hơn là xuống phà. Đó là chưa kể xe nhiều mà ít phà thì thời gian chờ qua phà còn lâu hơn nhiều. Dù phải đến tháng 10 năm 2016, Skytrax, tổ chức độc lập và duy nhất đánh giá sao của các hãng hàng không trên thế giới, mới chính thức công bố danh sách của mình. Song đại diện Vietnam Airlines khẳng định dịch vụ của hãng này đã đạt tiêu chuẩn 4 sao. Hãng này cho rằng việc đưa vào khai thác đội bay thế hệ mới Airbus A350 và Boeing 787-9 Dreamliner với trang bị nội thất tiện nghi sánh ngang các hãng 4-5 sao trong khu vực là cơ sở quan trọng, là tiền đề để nâng cấp toàn diện dịch vụ trên chuyến bay. Cùng với đó đã đầu tư toàn diện cho dịch vụ ăn uống, từ các bộ đồ ăn, ly cốc đến thực đơn đa dạng với các thực phẩm có chất lượng cao và chú trọng các yêu cầu về nguồn gốc thực phẩm trong hành trình nâng cao dịch vụ. Với IATA, hiệp hội này cũng nhận định chất lượng dịch vụ trên hãng thương gia của Vietnam Airlines đã có những điểm vượt qua sự mong đợi của khách hàng. Cuối cùng, Skytrax trong những lần đánh giá gần đây cũng đã ghi nhận những thay đổi của Vietnam Airlines.